Chào mừng các bạn đến với podcast của chị Bồ Câu, nơi bạn có thể gửi gắm mọi tâm sự, thắc mắc và nhận lại những lời giải đáp tường tận dựa trên lời Chúa. Chị Bồ Câu ơi, chị nghĩ sao về việc thiếu niên chữ thề ạ? Mến chào em. Chị rất vui vì được em tin tưởng và muốn lắng nghe ý kiến. Cảm ơn em vì câu hỏi này nhé. Trước hết chúng ta cùng xem xét chữ thề là gì trước nha. Chữ thề hay còn gọi là nói lời thô tục, được hiểu là sử dụng những lời nói có những ngôn từ gây xúc phạm trong xã hội. Chữ thề thường được coi là bất lịch sự, thô lỗ, báng bổ và mang tính xúc phạm. Nó thể hiện việc hạ thấp giá trị một ai đó hay một cái gì đó, hay cũng có người thể hiện cảm xúc bực bội, tức giận bằng việc chữ thề. Còn Kinh Thánh thì nói thế nào nhỉ? Rõ ràng Kinh Thánh đã đề cập rất nhiều về việc giữ gìn miệng lưỡi, cẩn thận lời nói và cấm kỵ những lời nói xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Trong Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 10. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Thư Côlôse chương 3 câu 8. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Lê-vi-ký chương 20 câu 7. Vậy, theo chị, thiếu niên thì không nên chửi thề vì điều đó xúc phạm đến người khác. Thiếu niên Cơ Đốc lại càng không. Chúng ta là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài thế nào, dù là lời nói hay hành động, cũng chính là cách chúng ta thể hiện những giá trị Cơ Đốc mà chúng ta đang tin. Hãy sử dụng lời nói của mình đem lại ích lợi cho những người nghe và bày tỏ tình yêu của Chúa đến cho họ. Mong rằng em sẽ có quyết định đẹp lòng Chúa và can đảm sống làm sáng danh Ngài giữa vòng bạn bè và mọi người đến từ lời nói, việc làm em nhé. Chúa yêu em và ao ước nghe từ môi miệng Ngài ban cho em phát ra lời nói ân hậu và lời ca ngợi danh Ngài. Chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần giải đáp của chị Bồ Câu hôm nay. Nếu các bạn còn có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại gửi cho chị ở đường link tại caption nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast sau.